Kính thưa Bộ trưởng nói là chi phí logistics hiện nay đã giảm, nhưng trong thực tế chi phí này rất là cao. Chi phí tình hình thực tế hiện nay trung bình là 16,8 đến 17% trên giá trị hàng hóa, chứ không phải trên GDP. Thậm chí có những mặt hàng doanh nghiệp phải trả đến 20-25%. Theo tôi muốn giảm cái gánh nặng này, chúng ta phải làm quyết liệt từng khâu một. Những vấn đề dù rất nhỏ nhưng nếu lưu tâm đều có thể tìm ra cách tốt hơn, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Báo cáo với đại biểu thì hiện nay theo cái thông lệ quốc tế bao gồm là World Bank hay là Hiệp hội Logistics cũng như là các cái chỉ tiêu đánh giá của Bộ Công Thương ấy, thì cái chi phí logistics của chúng ta cũng như là trên thế giới thì đều được so sánh với chỉ số GDP. Và năm 2022 thì chi phí logistics của chúng ta hiện nay đang ở con số là 16,8% GDP. Và tỷ lệ này thì đúng là còn cao so với bình quân chung. Tuy nhiên ý, thì cũng đã tiệm cận được với cái chỉ tiêu tối thiểu mà chính phủ đề ra tại cái chiến lược phát triển logistics của Việt Nam. Đó là đến năm 2025 thì chi phí logistics của chúng ta chiếm khoảng từ 16 đến 20%. Và cái điều này cũng đã minh chứng bằng cái chỉ số LPI, đó là cái chỉ số về hiệu quả logistics của Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 3/2023. Thì theo đó thì chúng ta đang xếp ở vị trí thứ 43 trong tổng số 139 nước tham gia xếp hạng. Và trong ASEAN thì chúng ta đứng thứ tư. Thì đây cũng là những cái kết quả ban đầu mà tôi cho rằng là để chúng ta phấn đấu. Và thực tế thì cái dư địa để chúng ta giảm cái chi phí logistics cũng còn rất là nhiều. Về phía Bộ Giao thông Vận tải thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục nỗ lực cố gắng với cái trách nhiệm của Bộ. Bộ Giao thông Vận tải chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan để chúng ta tập trung vào giải quyết một số cái giải pháp. Trong đó là thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục tập trung phát triển cái cơ sở hạ tầng giao thông một cách đồng bộ và đầu tư phát triển các cái cảng cạn, trung tâm logistics để chúng ta đẩy mạnh các cái phương vận tải đa phương thức. Đặc biệt ở đây là lần đầu tiên thì vừa rồi chúng ta đã ban hành một lúc là bốn quy hoạch. Riêng chỉ còn quy hoạch về cảng hàng không thì cũng đã hoàn tất tất cả các thủ tục và hiện nay thì cũng đang trình lên Bộ Giao thông Vận tải, cũng đã trình lấy ý kiến hoàn tất thủ tục và đã trình lên Thủ tướng Chính phủ. Và chắc là không gì thay đổi thì chúng ta cũng hy vọng là Bộ Thông hy vọng là trong những ngày tới thì cái quy hoạch về cảng không tiếp tục được ban hành. Thì như vậy chúng ta có 5 cái quy hoạch. Và 5 quy hoạch này thì khi triển khai thực hiện, Bộ Thông cũng đã phối hợp với các bộ ngành và các địa phương để tính toán ngay cả cái câu chuyện kết nối, đầu tư kết nối giữa các phương thức vào với nhau. Đặc biệt là cái kết nối đường thủy với các cái cảng biển. Và trong năm cái quy hoạch này thì báo cáo với Quốc hội là chúng ta lấy cái quy hoạch về hàng hải là cái quy hoạch trung tâm, hay nói khác là lấy các cảng biển là trung tâm để từ các cảng biển tăng cường cái kết nối về đường thủy, kết nối với đường bộ và kết nối với đường sắt. Ví dụ như là sắp tới chúng ta sẽ triển khai các cái tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Hà Nội Lào Cai, hay là cái tuyến đường sắt để kết nối cảng Cái Mép lên Cái Mép Thị Vải lên các cái cửa khẩu của khu vực Tây Nam của chúng ta. Và rất nhiều những cái tuyến vận tải đường sắt chúng ta cũng đang tập trung. Riêng đường thủy thì chúng ta phải giải quyết được câu chuyện tĩnh không để chúng ta thông thoáng các cái luồng thủy nội địa cả khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc. Khu vực phía Bắc của chúng ta hiện nay cái khó nhất của chúng ta chính là tĩnh không của một số cây cầu, và cái khó thứ hai đó là chính là cái câu chuyện kết nối giữa đường và vào các cái cảng thủy ở phía Bắc, vì cảng thủy phía Bắc của chúng ta có cái đặc thù là nằm ở phía bên kia của đê. Thế thì hiện nay cái trọng tải của cái câu chuyện là đưa các cái phương tiện để kết nối sang cảng thủy thì nó vướng cái trọng tải liên quan đến cái lưu lượng khi trọng tải của các cái xe đi qua đê, thì báo cáo với đại biểu như vậy. Và thứ hai là chúng ta phải tiếp tục rà soát nghiên cứu để mà đề xuất các cái chính sách liên quan đến giá rồi phí vận tải, như là phải giảm phí sử dụng đường bộ, rồi phí sử dụng hạ tầng cảng biển, lệ phí ra vào cảng biển.
Rồi nhưng hôm qua tôi cũng đã phát biểu là vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin rất là quan trọng trong cái quản lý và khai thác cảng biển. Thì chỉ có thể làm như thế chúng ta mới giảm được cái thủ tục cũng như là tạo cái thuận lợi cho các chủ hàng và chủ tàu. Và đây cũng là một cái vấn đề rất nhiều những chủ hàng, những chủ tàu cũng đã có những cái ý kiến với các cái cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Thông Vận tải. Và hiện nay thì liên quan đến cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay chúng ta cũng có những cái cảng biển mà phải nói là cũng đã đạt được những cái chuẩn trong cái khu vực. Ví dụ như là cái cảng Lạch Huyện hay là Cái Mép, thì hiện nay chúng ta đã có cái năng lực xử lý tương đương với một số cái cảng biển lớn trong khu vực như là của Singapore hay là của Malaysia. Thì đấy cũng là những cái nỗ lực cố gắng, và đây cũng là cái vấn đề trăn trở của Bộ Thông Vận tải. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt những cái giải pháp về phía bộ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương và thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong cái hoạt động đầu tư khai thác hạ tầng, để chúng ta tránh giàn trải và gây cái cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến cái lãng phí xã hội. Quản lý nhà nước về logistics là Bộ Công Thương, nhưng mà Bộ Giao thông Vận tải thì có trách nhiệm rất lớn trong đầu tư rồi tổ chức các vận tải đa phương thức. Và thực tế hiện nay thì đóng góp của chi phí logistics trong GDP là rất thấp, chứ không phải là cao. Nhưng mà chi phí logistics trong giá thành doanh nghiệp thì lại cao. Đây là một cái nghịch lý, chứ không phải là chi phí logistics trong GDP là cao đâu, không phải. Cái chỗ này, Bộ trưởng cũng xem lại.